Rồi em xin chào quý cô chú anh chị mình ha. Thì nay nhà vườn em tiếp tục lên giao lưu với cô chú anh chị mình 6 cây kim quýt Mỹ nha cô chú anh chị. Hàng quán rẻ nha cô chú anh chị. Cây mini vàng quá trời mình. Mịn tàn luôn ha. Em xem tổng quan cô chú anh chị mình xem nè. Chưa chậu luôn rồi, gớm luôn. Rồi rất là gọn luôn á. Hàng để bàn chơi rất là đẹp nha. Hoa trái thì nó cũng thường xuyên ra lắm nha cô chú anh chị. Này, đế nè. Dưới đây nó có cái củ quái, trên đây nó có một cái củ đạt trên đây nữa nè ha. Nè, mặt trước cây đây, sau cây đây nha cô chú anh chị. Nó cầm gọn lòng bằng tay em luôn nè. Mã số 1 nha. Phơm tặng đây, kính phơm nè ha. Đó, rất là đẹp nha. Rồi đem xay và dày dòng nữa, rồi báo thông số của mã số 1 nha cô chú anh chị. Cây rất là đẹp ha. Rồi báo thông số mã số 1 nha. Tổng hoành của cái củ đế, tổng hoành của củ đế nó ở đây là 15. Hoành thân trên đây, hoành thân trên đây nó là 8 nha. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là 9. Hết tay ngang là 16 nha. Thì mã số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k nha. Kì thì mình đem bao ship cho chú. Thấy cưng lắm nha. Bao hừng chậu, sống khỏe. 350k là bao ship cả cây lẫn chậu luôn nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 2 nha. Rồi em lên tiếp mã số 2 nha cô chú anh chị. Mã số 2 cũng là một cây kim quýt Mỹ luôn nha. Cây này nó kỳ lạ lắm. Mày nó rễ nè. Dính. Cái gốc của nó này, cái gốc nó này cắt xuống đây nó có cái rễ qua nó liền, mặt hẹo hay cuốn sắp bít rồi. Cuốn cũng nhiều lắm mà nó kỳ lạ lắm. Nó cuốn mạnh lắm nha cô chú anh chị. Em sẽ tổng quan gì dần. Nhìn nó giống cái gì cũng không biết luôn nè. Cái đấy mình hay xịt cho thêm nè. Đấy còn. Mã số 2 nha. Đó, em cầm gọn là bàn tay em luôn nha. Nó quái lắm, nhìn đi hai cái thân mới lên nhìn. Đó, trước mặt sau đây. Đó. Đây cái phơm tàn đó đây. Khá ấm phơm này ha. Xương bên dưới ở đây cô chú anh chị. Đó. Đó, số 2 nha. Đó. Nhìn dễ thương lắm nha. Rồi để em xay vài vòng nữa để em báo thông số của mã số 2 nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em sẽ báo thông số của mã số 2 ha. Ok. Quá vậy luôn á. Đây cái hoành. Tổng hoành của cây cũ nó ở đây là 10. Chiều cao của cây. Chiều cao nó là 12. Hết tán ngang nó là 19 nha. Thì mã số 2 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k luôn nha. Đó là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Rồi giờ em lên tiếp mã số 3 nha. Rồi em lên tiếp mã số 3 nha cô chú anh chị. Quá số 3 cũng là một cây kim quýt Mỹ luôn ha. Quá tài phong tàn của cây này đẹp. Dày phơm dĩ dặn củ đế này cũng khá to vô cái tớp lùng lực phơm tàn mịn luôn. Cái lá nó hơi vàng và lá già nha cô chú anh chị, một vài lá thôi ha. Em sẽ tổng quan dần cô chú anh chị mình xem nha. Đây, mình cầm gọn lòng bàn tay em luôn. Đây, củ đế này nè, quái này nó quấn dễ quấn từ nhỏ nha cô chú anh chị. Đây, cái dàn xương bên dưới đây đó, đây làm kỹ mã số 3 nha. Rồi để em xay vài vòng nữa rồi em báo thông số của mã số 3 nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em sẽ báo thông số của mã số 3 ha. Đây, tổng cái hoành cũ. Tổng cái hoành cũ đế nó ở đây là 12. Đó, bên cũ là 12. Hoành eo tên đây là 5 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây. Chiều cao là 9 ha. Hết tay ngang nó là 19 nha. Thì mã số 3 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k luôn nha. Đó là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 4 ha. Rồi em lên tiếp mã số 4 nha cô chú anh chị. Mã số 4 là một cái kim quýt Mỹ. Cây này cái phơm nó cực kỳ đã luôn nha. Không gì đó. Này em sẽ tổng quan về dòng của chú anh chị mình xem ha. Cái đấy cũng trắng mà cũng mồi dễ luôn đây ha. Cây già, dữ lắm già. Rồi để giờ em sẽ kêu gần củ đế cho cô chú anh chị mình xem. Củ đế đây ha. Xương bên dưới đây. Đây, em cầm gọn lòng bằng tay em luôn nè. Mã số 4 nha. Phơm tàn nó đây. Nó chín phơm luôn ha. Đó. Xương bên dưới nó đây. Cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha. Rồi đem xay dài dầm nữa rồi em báo thông số mã số 4 nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em sẽ báo thông số của mã số 4 nha. Cái hoành, tổng hoành của cái củ đế nó dưới đây á. Tổng hoành củ đế là 13. Cái hoành eo trên đây là 7 nha cô chú anh chị.
chiều cao của cây. Chiều cao là 11, hết tán ngang nó là 19 nha. Thì mã số 4 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 5 nha cô chú anh chị. Rồi lên tiếp mã số 5 nha cô chú anh chị. Dán bài bài đẹp quá. Dán bài nhìn đã lắm nha. Được cho bỏ luôn. Còn cụ đế nè. Cụ đế nè. Quá tí luôn. Em xe tổng men về dòng của chú anh chị. Em xem cụ đế đã lắm nha cô chú anh chị. Nhìn bài rất là đẹp ha. Rồi để em đưa gần cho cô chú anh chị mình xem những cụ đế như đây nè. Rồi đây. Đó em cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha. Cái này đúng viên luôn á. Mã số 5. Không bạn. Còn tàn đây. Mình tốt luôn. Đó, xương bên dưới nó đây. Đó. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi đem xe dầm nữa rồi em báo thông số mã số 5 nha. Rồi giờ em báo thông số mã số 5 nha. Đây cái hoành. Tổng hoành của cái củ đế nó đây là 11 nha. Hoành eo. Hoành eo nó tên đây là 5 nha cô chú anh chị. Hoành eo là 5 ha. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 10. Hết tán bài nó là 17 nha. Thì mã số 5 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 6 nha. Rồi em lên tiếp mã số 6 nha cô chú anh chị. Qua tại cái củ. Củ nó đặc luôn nè. Nó toàn ấm rồi. Em xây tổng quan dài dòng nha cô chú anh chị. Mã số 6 nha. Đây. Củ đế nè. Có tiết củ đế luôn nè. Đây. Đó, mã số 6 em cầm gọn lòng bàn tay em nha cô chú anh chị. Phơm tàn đây. Kính phơm ha. Cái dàn xương bên dưới nó đây. Đó. Xương sửa kỹ nha. Đó, chi tiết luôn nha. Đem xe vòng nữa để em báo thông số của mã số 6 nha cô chú anh chị. Rồi báo thông số mã số 6 nha. Đây cái hoành góc nó ở đây. Hoành góc nó ở đây là 12. Hoành eo. Hoành eo tên đây là 6 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây. Chiều cao là 9. Hết tán ngang nó là 18 nha. Thì mã số 6 này em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị mình đó là 350k luôn nha. Đó là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Thì mã số 6 này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em nha. Nếu yêu quý cô chú anh chị mình có yêu thích kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha. Rồi xin cảm ơn rất là nhiều ạ.